chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Mạ Non nha. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Buổi chiều hôm nay thì gia đình Nam tiếp tục quay video để gửi đến cô chú anh chị. Thì hôm nay cái vườn rau của Trang Úc bắt đầu nó xanh rồi nè cô chú anh chị. Tốt rồi. Vì ở đây thì Úc có chọn thêm một ít phân để mình tưới để cho nó phát triển tốt hơn. Ở đây thì có trồng hành, rồi trồng rau húng lủi, rồi có trồng rau muống, rồi có trồng cải mầm. Đậu rồng nữa nè con, đậu rồng lên nè nè. Đó, đậu rồng nè. Úc tính nữa nó lên, nó leo vàng, Úc cho nó lên mấy nhà nè. Dạ. Nó trái nữa, nó nằm phía trong này nè. Dễ vẻ. anh làm vườn á, anh làm vườn mà thấy chèo và làm cái hàng rau này là không đúng rồi đó nghe. Làm sao? Ba chỗ nào? Trời rồi. Anh làm vườn với anh thấy hai hàng rau mà hai đứa em làm sai. Đúng ra là hai hàng rau này đó là phải gãy cho, ấy gãy chấu. Phải rồi. Gãy chấu lên nó mới đúng, cái cây cải nó mới tốt. Cận này bữa nó đang làm rồi không có chấu rồi làm luôn. Bởi vậy. Mà biết sao không? Bữa em gieo thì em chưa có mua được lưới này, nếu anh ba anh mập gãy chấu vô thì gà nó sẽ bơi. Để nuôi gà nhiều. Biết không, tại vì cái loại rau này á, gãy chấu á, nó lên đều, hai qua nó giữ cái độ ẩm. Rồi mình đắp cái mưa xuống nó bị dội á. Có em chắc gà này chỉ tưới được thôi hả? Nó muốn rất nhẹ nhẹ thôi nè, ở đây có dền nè. Cái đất còn lấy nhà ấy, lấy bụng xìa. Đất sen á, tưới nhẹ thôi, tưới hơi hơi vậy thôi. Cái này đừng tưới chưa, tưới hôm nay tưới quá là nó bị luộc ngang nóc á. Ở bên đây thì là cải xanh. Cái đó pha nhẹ em được. Nó có rễ trắng. Cỏ hả? Ở đây thì cái chỗ này là hồi xưa là cái nền nhà của chú anh chị nên là đất ở đây là cát. Mình trồng rau cũng tốt. Đất cát thôi, hồi dạ. Này đất cát. Thì phút cuốc ông cũng gieo rau đại. Dạ. Bởi vì mưa nó lỡ hết trơn á. Đất cát á. Lỡ bạn rau xuống nè. Nhưng mà ở đây á, trồng cây á, trồng cây mà nó chịu trái rồi trái dữ dằn luôn. Biết là ba mít rồi chưa? Ừ. Mít rồi. Không. Cái này mà trồng được cái nhánh mặn. Thường thường cái nhánh mặn mà trồng gần nhà mà có chất cát là nó trái xiết xuống. Nó nói là trái xuyên suốt luôn á. Trái là tháng này qua tháng nọ luôn á. Ngộ vậy á. Mẹ vú cũng có trồng mấy mẹ. Trồng mít. Đu đủ thì trồng nó cũng được, đu đủ trồng gần nhà là trái cũng dữ lắm. Mấy cây đủ này là mưa không tốt lắm. Cái mưa mấy năm mưa quá chợ, cái nước nó cũng không kịp á. Quá sáng cha đi chợ cha mua mấy dây bầu mấy dây mớ cha cái rồi. Vàng trước mình đó thì tính trồng nó rồi đậu gậy thấy nó gãy thì cho lấy cây trở lại rồi cái gì cây su đũa bông rồi cây su đũa khoảng 4 cây xịt cỏ xịt cái chết beo á có bông trái nhóc á kìa thì mới mua trồng lại đâu vô trồng lấy hàng nóng của Dương Úc coi coi nghe nói chèo trên này cũng nghe nói mập cái tay đau rồi về trên này chuẩn bị cũng được mấy con cá vậy đâu giờ con. Ở đây thì mẹ Nam đang nấu một ít chuối. Chuối cao sát cả nhà. Lấy ra đi cha. Thì mưa ở đây bùn miệng. Lấy đồ đổ xương. Ở dưới quê đó cả nhà có nhà chuối hoặc khoai gì đó cái hay nấu cái tối á mình buồn miệng mình ăn bao nhiêu tiếng rồi đó chuối này nó chín chứ mình nấu lên ăn nó ngọt ngọt nó ngọt nó dẻ nó ngon chuối nhà chồng. thấy hàng nóng không thành ra dễ cầm nó dễ. Cũng chèo sáng rủ đi tát rồi cái tay mập cũng bị đau quá rồi ở nhà lên về nhà rồi tự đi bắt ơn nè đi bắt ơn luôn rồi nói em chuẩn bị mấy con cá rồi anh em mình lên rồi ăn rồi quay luôn quá à ba anh em thứ 2 thứ 3 thứ 4 rồi con này có 400 gram mà cha nè Nam nè, Phúc nè, rồi em đâu? Em không phải thế đó. Cha bự nè, Phúc nè, y chang với. Nè, Nam nè, Phúc nè. Đó, con em đi sớm rồi. Nhóc cá thi chơi mà giúp học quá bác, con nhỏ nhỏ.
Chắc phi vậy? Mà em đi trả đi công chuyện chưa về. Không có bị tốt. Hên à, phải về bị tốt luôn rồi. Chạy vẫn bắt. Cái này làm tài xế rồi. 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 Rồi mình đi xử đây. À, trái này hôm này nè. Trái này chín rồi. Còn trái này nó mới rụng ăn tới ngày qua hôm nay nè. Trái này mới ăn được. Đâu, giới thiệu cho cô chú anh chị biết là trái đó cái gì đi. Trái này là cái trái quách. Trái quách nha cô chú anh chị. Quách nhà của mình trồng mà đầu mùa trước có người ta đầu tiên hết luôn. Quách ngọt á. Không, quách này tính ra chèo có trước người ta là bằng cái 2 tháng. Cả 2 tháng luôn. Người ta cái này trái nhỏ nhỏ mà. Trái này quách năm đấy của người ta mới lớn nè. Dạ. Trước là có 2 tháng luôn năm ơi. Cái lộ quách này mình uống ngon lắm cô chú anh chị, mình dầm với đường nó bọt đá. Từ cả tháng 10 là nó mới có lai gai. À, đúng có. Mà nhưng mà chèo con này quách là như là tháng 6 là có rồi. Mới tháng 6 có. Nặng lắm. Con biết không ạ, chảnh là thành phố á. Tháng 7 à. Coi trong tiếng cái nó 8 thì tháng 9 là tụi bắt năm ra bông nữa. Nặng á, nó kêu xuống mua cho nó gửi lên cho nó. Trang á. Nó đâu có nó đâu biết gụng, nó lấy lợi 5 chị 5 kêu 5 bẻ muộn quá. Biết ăn ăn ngon chứ. Nhưng mà cái trái này nha cả nhà, khi nào nó chín nó rụng xuống đó để 2-3 ngày mới ăn được nha, chứ không phải mà mình bẻ trái sống ăn được. Trái chín ăn mới được, nó rụng đợi nó rụng xuống mình ăn mới được. Hôm nay có cây quách mà chỗ mà cái vườn xài của bà tím trong này nè. Rồi cây đó. Năm nay trước cửa bà có con cây quách trái quá trời nhiều. Mày trái nhiều nữa. Mà trái bự nha, của bà làm như nó to lắm rồi đó, thưa trái. Trái bự bự. Bự bự không. Đây là số cá hồi nãy cũng làm sạch rồi để ráo rồi nè. Giờ mình sẽ ớt nè. Bữa nay mình sẽ làm cái món là cá lóc hấp cải thìa nha cả nhà. Rau củ. Cho hết phần gia vị vô. Cho tỏi phi vô. Cũng cho vô một ít tiêu. Nóng thơm. Thì mình sẽ mát xa cho nó nè. Cá củ. Đến chúng to ha. Con nhỏ này thì cũng không có kỳ công gì, rau nát thì gì rau nhiều thôi, vậy anh mai anh với Bác Lâm tâm sự với Lâm đi. Lâm Bác Lâm không chạy có vẻ ỏi không Bác Lâm. Vậy là hổng ngày chưa vô tiền phải không? Bữa nay mới làm rồi đó. Cả mấy ngày nữa. Vậy là làm xui rồi đó. Mai thì làm xui rồi. Chắc thì mốt nữa thôi. Còn giá quá không? Gia đình Nam cũng có chuẩn bị được ít cái thìa nè. Mình đặt ra sẵn. Như là mớ nấm, mớ hành, củ cải. Có phòng cải, phòng cải nè. Mình cải xanh nó đẹp chứ cho mà nó ăn cái chất khoảng mặn cái da này nó hơi nhúng nhám, làm món nó hơi dai dai. Tâm sự với Bác Năm mà có chuối ăn với cà phê uống. Ừ. Mà cái nhà ăn trái chuối cà sát nha, nhà chồng. Chuối bên mập á. Mà chuối có mập trồng ở vườn xài của ông. Mập chắc lên nấu ăn. Đúng, nguyên một vài xài lắm rồi lấy lên ốc liễu nấu ít ăn. Ngon ha. Cái này mình để cho nó nguội là nó dẻ nó giữ nữa. Mà chuối này nó già lắm, mất năm mà nó chín cây luôn rồi đó. Ừ, ngọt ông ơi. Ừ. Món năm giữ trồng trồng gì nó dẻo nè, nó chín quá cái mì nó không ngon. Bác Năm ăn chuối không ngon. Kẹo. Để nó đi coi. Còn đây à? Nếu mà có tâm sự với Bác Năm thì ăn chuối đi được, có cái món gì mình kể kể nghe cười chơi. Anh mặc thiếu gì chuyện kể. Bác Năm mượn gài có
bẻ ổi rồi có đi làm gì khác không? Không, nằm nhà coi không sao nữa. Chắc con thấy là Bắc Nam cũng làm như lắm, là tại vì chắc không gà mất đám hơi xì. Bữa giấc tối còn đi ngang cửa phòng Bắc Nam, con thấy cửa phòng không mở, thấy Bắc Nam nằm Bắc Nam mau dữ vậy ta. Cửa phòng không mở, sao thấy Bắc Nam không mở thấy. Ai nói cửa phòng không có mở? Không có mở. Không có đóng. Không có đóng. Mày ngang thấy Bắc Nam nằm trên bơ giạc mà thả phò phò nó ra Bắc Nam chồng bữa nay mau vậy. Bắc Nam chay dễ ngủ lắm con ơi. Dễ lắm. Ông nằm xuống là ông ngủ. Với Bắc Nam nói chung ra đãi sớm, có ăn bàn bà con lại sớm nó đãi sớm rồi Bắc Nam ngủ. Bữa đó già ngồi cũng lúc ngồi. Cái bữa mà mình mới có ăn mà muốn nước lèo mà con nấu đó là ra đó là ông nặng nó ok kê đó thì là cái bữa đó là hết một thùng kìa. Dạ. Đó là văng hết thùng thì bữa đó con nấu mình nổng lên nước lèo đó mà mấy chú đó mấy anh đó ăn có khen không nè, khen nó ông nói ok không mà nấu nước lèo bữa đó ngon thiệt, ngon thiệt, con ăn ai cũng khen. Con nấu mà con cảm nhận con còn ngon hết đó. Đi bữa quá. Sao biết cái nồi. Nãy em để cho anh bạn anh để vô nấu. Nóng lắm Hữu à. Vừa luôn ha. Mình nói cái loại này nó chín, lâu chín đó mình hấp trước. Rồi hồi mình sẽ để cải vô ta. Để mà chín nha. Mưa mốt chuẩn bị cái can nước lạnh để cái bên. Khi dở ra cũng liễu gót vô miếng cho nó dịu. Cái dịu nước à. Nhờ đó cái hông tay này nè. Bây giờ chỉ còn chờ ăn thôi. Mình làm món này cũng gọn lẹ ha ma. Không có gì. Nói chung là chủ yếu là mình quay clip cho cả nhà mình xem, cũng như cũng là cái công việc hàng ngày của nhóm. Chứ thật ra thì lúc này nhóm cũng hay đi vườn, đi ruộng cả nhà. Cho nên là cũng tranh thủ, ví dụ như ban ngày mình không có quay được thì mình quay ban đêm. Cho nên là ví dụ như không có quay được cái cảnh mà đồng ruộng hay là sông nước gì đó, săn bắt gì đó, cả nhà mình cũng thông cảm nha. Nhóm cũng cố gắng lắm để quay cho cả nhà mình xem mà tại mình không có đi được á. Lúc này xài có mập cũng sập trái gần mà giò cái đó, cái nhà cũng gần tới tiễn rồi đó, khoảng tới tháng tuần nữa hả chị, tháng tuần nữa có tiễn chắc, có tháng tuần nữa có tiễn mau thì mới đi nhiều mau. Dạ mình bán, mình tiễn mình cũng bán được lắm anh, bán cho người ta làm xài muối đó, mình lấy được cái tiền pha cho tiền thuốc. Dạ cái đùm nó đậu đùm nó mới lớn nè. Rồi ba lên ba lặt ba tiễn còn lại có hai ba trái. Không bự. Nó cũng buông là sao nó cũng buông. Ở đây thì mới cải với mới nắm thì Út cũng cắt ra mình để vậy nè cô chú chị. Tí xíu được. Mình để riêng nè. Cộng mình để riêng. Cộng thì nó chín lâu hơn mình để vô sớm chút, của này ngồi ghế nè. Mình cũng cắt ra mình để vô luôn. Cho nó thơm. Hấp cái này thì ngồi ghế với hành lá nhiều nó mới ngon cả nhà. Cái này cũng mới hành lá. Nè. Mình người cá nó chín chưa? Chín rồi, nó nứt hết rồi. Giờ mình sẽ để cái gốc của cái cải thìa. Ôi trời nóng. Nóng. Cái gốc cải thìa nè. Để vô. Cho hết cái phần nấm rơm vô luôn. Bữa nay giống như mình hấp rau củ vậy đó. Này là có khoảng 5 phút rồi cho nó cải này nó vừa mềm á, thế mình sẽ để có phần vậy. Còn lá. Mặc vậy giữ cho gà vô chuồng. Mình nó phấn rồi đó. Đúng rồi, xuống rồi để cái gì?
cho miếng tiêu. Rồi anh chan nước lên cho nó rút vô cái hành á. Anh chan nước quá trình nước ha. Đặng cho nó thấm tiêu rồi thấm hành gì nè con, hồi nó ngon. Nó thấm tại vì ở trên mình hấp mình để nó không được. Rồi, để rồi ghiếm vô phải không? Mình kê gì dưới không biết. Có phải kê đó. Có cái gì kê không? Kê này nè. Quá trời một mâm nhiều rồi cái nhà này. Để lên đây hay vậy? Ở, để lên đó, để nó quét miếng cao su. Nhẹ nha, một cái tay là kết thúc clip. Trời ơi. Lấy cái gì vậy? Trời ơi. Vậy ta. Giống à vậy sao vậy quá ha. Giống vậy. Giống vậy mập. Nè. Bé cha, bé cha, bé cha. Cái này cơm cháy chín nha cả nhà. Như mít chín nha, khỏ bịch bịch gì là chín rồi đó. Giống cái bánh bông lan đó. Bánh bông lan hay hoặc là phải mì nướng. Là cái gì rồi đó. Con nhà lửa khéo tài quá vậy ha. Rồi trên này mà nấu cơm nếp là được gì ha. Cả nhà mình mở hành nữa. Cả nhà mình nhóm mở thêm một cái kênh Hương Mã Nông thì cả nhà mình thấy thêm được cái tài năng bút liễu của cả nhà. Đây. Cái này đó mình phô phô quẹt á rồi tét bầm nhỏ nhỏ rồi đó rồi bao gạo cái bầm tới đầu gứ vòng vòng ngoài sáng. Đó, anh thấy rồi, em tròn đó. Em anh thấy em cắt này giống là đổn bò vậy. Bữa nào phải có bà ngoại được khi em phá dữ. Rồi giờ cái năm quá trời tròn. Tụi nghiệp bắt năm nói nghe nói bữa nay lên quê bắt năm cũng mừng đang được ăn cơm cháy. Chứ ở nhà thì ngồi đi, đã ngồi đi, mẹ ngồi lắm cũng điện. Dạ, ông hiểu rồi. Dạ, chị xui. Chị xui, con này có anh xui trên này, không có chị xui. Con ngày hôm qua con ăn miếng cơm cháy à? Con bố vợ xuống. Bố vợ. Anh xui à, hôm nay giặt nhiều với đứa cháu anh đây. Anh về ăn cơm với con với đứa chèo gì nữa. À, con này có kia nghe. Không, không, anh ăn cơm chị ơi. Ê, ăn cơm cháy à, cô không nổi đâu. Để đây đi. Rồi, bắt cơm về đây. Anh dở miếng cơm cháy ra. Rồi, vậy đó. Anh dở cơm cháy thì nó mắt đẹp rồi. Đẹp rồi, nó. Đẹp rồi, nè. Anh Tập biết này sao? Cái này mà mình cơm cháy vậy? Mua được hạ sen á. Hạ sen á, mình nấu... miếng cơm không? Cái mình... Thôi. Gạt ra anh chị. À, vậy là làm. Ê, bữa nào mình mua ớ gì mình mua hộp sen về mình ngâm mình nấu ha. Không. Cái mình nấu cơm kiểu gì nè, cái anh Mập bắt một con gà mình làm xôi. Anh Úc Liễu nói là anh cũng hiểu rồi đó. Này, chị đó. Nấu cơm hột sen phải không? Có ăn ít cơm qua tàu. Rồi dưa bồng bồn đi một cái nữa ha. Giống như nhà hàng Hồng Tha vậy ha. Nhưng bây giờ với hai đấy cái gì nè, bây giờ mua cơm nếp đi nấu sao úp được gì nè. Dạ. Con nghĩ là được. Đó. Cái nồi này được của mình hơn á. Úp gì đó là biết gì làm. Đúng là siêu thần kỳ. Thì mình nói cơm nếp thịt gà. Rồi giờ gia đình mình ăn đi bắt năm ơi để cho mẹ. Cái nồi không dạ để lâu à. Để con khui cá bên trong ra coi. Để gấp lên nó chén thuộc đi. Này giống như rau găm với cá lòng ở trên, cá bự nè, gấp cá bự cho bắt năm. Gấp rồi. Cho anh xui một khúc đi. Cái chạm đó. Em đỡ cho anh nha. Bắt năm. Để lên đi. Nè, dẻ dẻ cũng này chưa tổ cúng ba. Để cho chén gì không? Bắt năm nó cúng rồi đó hả? Bắt năm như vậy này. Vậy ăn nguyên miếng vậy nè. Rồi ăn đi. À, ăn xui vậy ăn cơm thôi. Không còn chờ được nữa. Xui da mình. Còn dẫn xô cá. Đây nè chèo. Ăn ăn đi, để bánh ăn đi. Mẹ ăn á. Quá trời. Mẹ ơi, quá. Rồi nữa. Dạm nó tức cũng chết. Đứng nguyên, đứng nguyên. Thấy nó dạt. Cả nhà ăn cơm. Không quay đi. Gia đình nha. Con mời ông bà cô chú. Không quay quay để cho thằng Nam nó vô nó. Ăn cái mẹ ăn hoài. Cả nhà ăn cơm tối với gia đình nha. Tôi mời cả nhà ăn cơm với nhóm Hương Mã Nông. Cơm cháy khô cả nhà, nếu mà cả nhà mình ai có thấy cái cách là nấu củ liễu á, thấy được á thì mình làm giống vậy nha, Hương thấy nó ngon nè. Rồi mà cả nhà ăn cơm nha. Mình cũng chia sẻ lại với cả nhà là cái cách nấu cơm này là anh Bóp nha, anh Bóp gợi ý cho mình nha. Anh Bóp nói là thấy cái nồi nấu dễ và Úc Liễu nấu vậy đi ngon lắm. Rồi mà cái nhà ăn cơm với gia đình Bắc Năm với cọc kẹo luôn.
Ngon quá rồi, xin cháy. Bữa nay chúng sắp tóc nặng rồi. Không phải, miếng ăn bớt giùm thấy mình nấu cơm không nhé. Nấu cơm là bự lắm. Còn gỏi. Giòn. Trong những cái lóc hấp này nó ngọt đấy. Nhân cũng mình có nhà. Thật sự luôn á. Cái này mình hấp á, con cá nó không ra nước không á. Tại vì cái chất ngọt trong con cá mình nó còn á. Bác Năm trai xuống với bác Năm gái á. Kêu thôi bây giờ ông không có mặn gì thôi giờ nó quay ở dưới ông theo dưới quay này ông theo này ông cũng phải xuống theo để ăn cơm gì dạ có hai bác ăn cơm tụi con cũng vui cho bác bác gái con vô theo rồi chị vui dạ hai chị vui mẹ với bé Đan nè đây à bác có rồi bác ở trên này thì ăn cơm với bác Năm ăn không được dạ không ăn nhiều khi ăn mình ơn cũng buồn mất năm ăn có người này người kia đấy cũng vui cảm thấy ngon từ lúc mà chưa có thành lập kênh Thương Mã Non á mẹ chồng mình nói sáng cái vợ chồng phải đi giấu nhà ở nhà buồn cơm cũng ăn mình nên rồi nhưng mà từ lúc thành lập kênh tới giờ quay cái có ba mẹ rồi vô ăn chung với mấy anh em mẹ cũng cảm thấy vui ăn được nhiều hơn nghe bà bác cái gì chứ mình ăn cơm ít người mình mới ngon nữa, mình mới thấm được là cái gia đình như thế nào đó không anh? Gia đình ấm áp, còn được ngồi ăn cơm chung vậy đó. Mình thấy mình cũng còn được, mấy mấy. Đó, cũng được giàu biết chứ. Thôi á. Mấy năm mình không có ăn, mấy con. Mấy con quay cho mấy năm để bụng, mấy con. Ăn cơm tối cũng quen. Thấy kinh tế rồi mà không có khả năng lắm. Cải mình hấp trước nhưng mà cũng không có mùi luôn á. Cải thì hấp cái gì nó ngọt á. Ừ. Cái cải thì mình hấp nó vừa tới cả nhà. Mình ăn nó mềm mềm nó giòn giòn. Mình để nó mềm quá cái ăn nó hết ngon à. Cá lóc này thì mình làm được rất là nhiều món. Cả nhà mình nếu như có thể hấp như cải hoặc hấp bầu. Nhưng mà mình hấp rau củ gì cũng rất là ngon nha. Hấp mớt cũng được, mình hấp mớt. Hấp gì cũng ngọt hết. Nông dân mình là đi chiều đi làm 4-5 giờ về là lụm đó không bác? Hút tô cơm mới ngồi chậm hẩm sau bếp mới là... Cái ngon. Gia đình, thường thường gia đình một người với hai người á, ăn cơm không có được như vui như vậy đâu. Trong khi người bớt tô cơm rồi lên bàn rồi mạnh chồng ăn, mạnh vợ ăn vậy đó. Nhưng thôi con ăn vậy đó, thường thường là vậy đó. Ở quê đó vậy. Chị ăn cho nước chung. Nước sáng con ở dưới á, bởi vì thì nó thức khuya nó ngủ trễ, nó dậy trễ. Phúc thì sáng đi học sớm. Thấy con với mập nhưng mà cũng vẫn dọn cơm ra ăn nhưng mà cảm thấy ăn thấy nó không ngon, nó vắng vẻ làm sao đâu á. Tại vì nếu bới tô thì đồ ăn mình để vô hết thì nó cũng hết ngon à. Cháy mẹ cha mấy nước vô mắt cho ăn. Rất vô ngon. Tính ra hai chồng em mà cứ như quầy mình thường thường nào tính ra cũng năm mấy rồi, 2 năm mà. Bỏ cha mẹ ở nhà ăn rồi sáng là vợ chồng em đi rồi đó. Chết vậy. Nhà cái mình á. Hai năm rồi. Hai năm mấy rồi. Bác Năm đi mần lao động về về hỏi bà ơi hỏi gì bà ăn cơm chưa chú ăn rồi vậy ông ơi thì tôi bút miền tàu rồi con thấy anh Trang không vợ chồng vậy đó ở quê mà sống mà buồn buồn rồi rồi ít có dọn cơm ăn chung là con có con cái trong nhà đó thì mới dọn chứ không thôi là người chồng tô vợ ăn tô rồi ngồi trên bàn rồi ăn à mấy năm quýt tô vậy rồi ăn rồi ăn rồi có gia đình vui vậy nè cái ăn cơm ngon mà cảm thấy là cũng lâu già nó bắt ăn mà có chuyện này chuyện kia mình nói á nó vui nhận cái món này nó này đập thiệt á ngon thì mà cơm cháy ở nhà mình cũng có thể hấp rau ngổ được nữa cả nhà hấp rau ngổ cũng ngon lắm á. Ăn cơm gì nè mới kể rồi trời sáng tôi đi ruộng á ông kia làm cái bên qua ngồi hai ông cái chuyện đó chuyện qua ông đánh vợ không thấy ốc bây giờ con cái chuyện đánh vợ chắc ở đây giờ hết rồi ha nhiều người nói người ta nói hai nữa cái chính quyền người ta nói nữa dạ bây giờ chính quyền người ta
kiểu như giờ cũng có cái lực rồi đó, ta can thiệp hết nên là gia đình giờ là ổn định hết rồi. Ông mà muốn nói vậy ông mà giờ có vợ thương còn hết nữa, nó đánh đánh cả nó bỏ nhà đi luôn rồi, gọi đó này đi kiếm. Vợ bỏ đi nhà bị chót cắn. Được kiếm rồi, kiếm vợ còn dễ. Dạ, bác Năm nói theo cái tình thiệt của bác Năm nha. Bác Năm nằm giống, bác Năm đi tới luôn chờ biết làm như mình. Không còn cái gì nữa chứ hả? Không có nói chuyện được với ai. Chẳng biết bị trầm cảm. Trầm cảm luôn. Có con mà như giờ không còn nữa ra gì hết. Cái vụ mà quýnh vợ đó tháng năm rồi đó, cũng lâu lâu cũng có đánh đánh bác Năm, bác Năm nói vậy, Năm nói nha, bà ngon không cài đánh vợ vậy. bà ngon, bà cuốn gói bà đi đi, cái bản nó trả lời ông ngon không, ông cuốn gói đi để con lại tôi nuôi cho. Ông ngon ra mình không đi, đừng để tài sản lại tôi thì tôi nuôi con tôi cho ông hết. Hồi xưa là kiểu như là không có được cải thiện như bây giờ, cho nên là nhiều khi dặn chồng cũng không biết đi đâu. Còn bây giờ thành phố Sài Gòn nhóc dặn sao đi bây giờ xưa á. Hồi xưa hồi đó xe không có xe đi thành phố với Bình Dương, hồi đó với công ty nó cũng ít nữa. Bây giờ đánh nó đánh vợ, giờ vợ nó cũng biết đường đâu đi, nó cũng phải chạy ra làm sao, không là chạy vô mùng phải đó. Mẹ với hồi đó đâu có nhà trọ không, dạ có chính nhà trọ ngủ. Dạ mà hồi xưa nha, anh biết ơn cái mà đi về nhà là trong vòng 2 ngày là bên nhà là phải đưa về. Không á, không trả. Với hồi xưa đi ra đường á, bây giờ chèo mà muốn đi ra nữa lộ bộ chứ đâu có xe còn, đâu có xe bộ nữa. Ừ, đâu có xe như giờ. Bây giờ chịch ra cái mà giờ mà không có xe ôm đi mướn mượn người hay gì đó trả đi cũng được á. Bây giờ ví dụ như bác Năm gái này đuổi tao đi, tao không cần lên đồ làm mắc quẩy cái đinh trên cái mặt gì nên tao ra trong túi tao chừng 2 triệu tao ra tao cũng bấm như thường mà bọn trăm đó, mà bọn trăm nó đưa ra mà bọn trăm thì phải được 3 ngày á, 3 ngày giờ cũng không biết công ty như vậy nó mở lắm đó, là công ty mình nói chỉ lên là chỉ bằng nhà thôi, dạ, rửa chén rửa bát với dĩa con bác cũng thấy rồi, rửa cá mình phải nhà mình dễ ăn đâu ơi. Vì lại nó chẳng em đi chơi đi nhậu gì đó là có xe là chẳng tới chỗ luôn.